Xin chào các bạn. Không cần đến mỹ phẩm trang điểm hàng ngày, bạn vẫn có thể sở hữu làn da đẹp tự nhiên, vừa mịn màng vừa khỏe mạnh từ bên trong, với những tuyệt chiêu mà tôi sẽ chia sẻ vào 19 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Hãy đăng ký kênh của tôi để nhận được các công thức ăn uống tốt nhất cho bạn luôn khỏe mạnh, vóc dáng chuẩn, một làn da đẹp như ngôi sao nhé. Trong video này, tôi chia sẻ với bạn cách chế biến nước ép cà rốt kết hợp với sữa tươi, giúp bạn đánh bay nám sạm tàn nhang, cho bạn một làn da trắng sáng tự nhiên. Bạn hãy xem chi tiết trong video để biết hết công thức nhé. Một củ cà rốt rửa sạch nạo bỏ vỏ. Cà rốt giàu vitamin và dưỡng chất có lợi. Cà rốt có nhiều lợi ích cho sức khỏe như cải thiện thị lực, làm đẹp da, bảo vệ tim mạch hay ngăn ngừa ung thư, ngăn ngừa sự hình thành của cao răng, củng cố níu răng, kích thích hệ thống miễn dịch, giúp loại bỏ vi khuẩn đường ruột, hạ huyết áp và hỗ trợ xương chắc khỏe hơn. Cà rốt chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa và vitamin A, vì vậy chúng giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, làm giảm sự tích tụ mỡ trong gan. 200ml sữa tươi. Sữa tươi rất giàu canxi, các dưỡng chất và các loại vitamin như vitamin D, vitamin K, phốt pho, magie, v.v. Uống sữa tươi sẽ giúp ngăn ngừa loãng xương, giúp giảm cân, giảm căng thẳng mệt mỏi, tăng khả năng hấp thu các dưỡng chất khác. Cho cà rốt vào máy để ép lấy nước cốt. Hãy like nếu bạn thấy video này hữu ích và nhấn nút subscribe. Mỗi lượt like và comment của bạn là nguồn động viên lớn nhất cho tôi. Hãy chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết nhé. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian cho tôi. Sau khi ép, chúng ta sẽ đổ cái nước ép cà rốt và sữa vào cùng với nhau. Cách uống hiệu quả nhất, nếu có thể bạn nên uống sáng và chiều, uống vào lúc đói trước bữa ăn nửa tiếng. Uống sáng, cà rốt còn có tác dụng chữa tàn nhang, cần dùng liên tục để lớp biểu bì thay thế dần. Mỗi lần rửa mặt tự nhiên là lớp bên ngoài sẽ tự lột đi. Bạn cần nhớ là da mặt không nên trà sát, làm mỏng đi, bắt nắng sẽ bị nám, làm đẹp mà vô tình lại là làm xấu. Thức uống này giúp cho người uống có ngay cảm giác cực kỳ khoan khoái, bồi dưỡng cơ thể, giúp da dẻ hồng hào, tươi tắn, mịn màng, lại tăng cường sinh lực. Nếu có điều kiện, bạn hãy dùng cà rốt 1kg nấu nước uống hàng ngày sẽ giúp cơ thể tràn đầy sinh lực, da mặt ửng hồng, mái tóc mượt mà. Nếu bạn muốn da đẹp Giáng sinh thì đừng bỏ qua loại nước ép này nhé, bởi công dụng mà chúng mang lại còn thần kỳ hơn cả mỹ phẩm. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và hạnh phúc. Click vào ảnh đại diện của tôi để xem nhiều video hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.